Minh Trang, Hữu Ý, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị sức khỏe luôn dồi dào. Kính thưa quý vị, khi đã yêu một người, bạn ước ao được cùng với người đó bên cạnh mãi mãi. Nhưng mà thường thì ước mơ kia hiếm khi được trọn vẹn đẹp đẽ. Bởi lẽ cuộc đời luôn tác động, thay đổi, biến chuyển không ngừng. Đời ai biết ngày mai tình xa cách biệt hay còn bên nhau. Đời ai biết ngày mai thuyền tình còn thả niêm hay ra khơi mãi mãi. Em ngây thơ trẻ dại thì làm sao em biết được đời là bể do. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Tình Đã Ra Khơi, sáng tác lời Hữu Ý Minh Trang, nhạc Võ Phi Lực. Qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồng Ngọc Diễm, một tiếng hát mượt mà, ngọt ngào và truyền cảm trong giai điệu slow bop 16 beat sau đây. Hãy
giấc mơ.